Tập cuối Người Ấy Là Ai 2022 đã khép lại với 14 số đầy cảm xúc của chương trình. Trong tập cuối cũng là lần đầu tiên xuất hiện 5 mỹ nữ đến chinh phục cùng một chàng trai. Vượt qua hết những cú suýt và bất ngờ từ biên tập chương trình, nam chính Hồng Thái chính thức nên duyên cùng cô nàng siêu phẩm độc thân Vi Thỏ. Sau khi chương trình lên sóng, netizen đổ xô truy lùng thông tin của nam và nữ chính. Theo nhiều bằng chứng thì cả hai đã chính thức quen nhau, bởi cả hai cực kỳ chăm tương tác với nhau trên mạng xã hội. Trên các nền tảng xã hội cá nhân, cả hai đều đã kết bạn và theo dõi nhau. Đặc biệt, không khó để khán giả bắt gặp Vi Thỏ để lại bình luận trêu đùa Hồng Thái trên trang cá nhân của anh và ngược lại. Cụ thể, khi Hồng Thái đang status gọi anh là nước bởi vì anh vô vị, thì Vi Thỏ liền trêu chọc, ai được uống đâu mà biết. Sau đó anh chàng Hồng Thái mời cô nàng thử ngay. Bên cạnh đó, Vi Thỏ còn dí dỏm cho biết bởi vì thích cái má lúm nên cực kỳ chăm tương tác. Nam chính Hồng Thái cũng thể hiện một con người khác khi tương tác cùng Vi Thỏ, khiến netizen cho rằng họ đã yêu nhau sau khi chương trình kết thúc ghi hình. Dưới phần bình luận của tập đầu bảng Người Ấy Là Ai 2022, nhiều khán giả để lại vô vàn tình cảm và lời khen ngợi dành cho cặp đôi Hồng Thái và Vi Thỏ. Mình nghĩ đây là một trong những kết quả hoàn mỹ vì Vi Thỏ là một cô nàng có cái tính phù hợp với nam chính nhất, ấn tượng với nụ cười của cô ấy. Chúc hai bạn sẽ phát triển tình yêu và đi xa hơn nữa trong tình yêu. Không biết nam chính và bạn Vi Thỏ sẽ có kết thúc đẹp hay không sau chương trình, nhưng thật sự là hai bạn này đẹp đôi, đứng gần mới thấy cũng hợp nhau đấy. Xem đoạn ôm nhau cuối chương trình mà quắn quéo thật sự. Cặp đôi hôm nay đẹp đôi tuyệt vời, tin rằng hai người sẽ cùng nhau đi tới cuối cuộc đời. Rất thích bạn nữ và bạn nam cũng rất tinh tế.